Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thiên Dụ Audio. Thì hôm nay thì mình sẽ hát thử chiếc micro CQA3318 với tất cả các dòng loa di động hiện nay tại Thiên Vũ. Thì như mọi người đã biết thì CQA thường sẽ ghép với Electro Void EV8 bởi vì nó có echo. Liệu rằng chất âm giữa CQA ghép với những dòng loa khác như là Bo S1 LED hay là những cái dòng loa như là Thum, Go nó sẽ như thế nào? Thì trong video này, nếu mà mọi người quan tâm đến sản phẩm loa di động nào thì mọi người hoàn toàn có thể tua đến cái đoạn đó để mọi người có thể trải nghiệm chất âm của dòng loa đó. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên. Xin em đừng khóc khi đôi ta dần hờn. Đừng để nước mắt tôi đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười ngạt trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng em. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Xin em đừng khóc khi anh không. Đừng để nước mắt lên đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui. Hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm. Hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Đừng để nước mắt từ sâu trong lòng anh. Anh yêu em chỉ vậy thôi. Em hỏi vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như môi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu, Thùy bây giờ về đâu. Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau, vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chắc không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như môi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu, Thùy bây giờ về đâu. Vì sao môi anh nóng, vì sao tay anh lạnh, vì sao thân anh run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao. Hãy nói về cuộc đời, tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như môi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu, Thùy bây giờ về đâu. Như loài chim bối ca trên cổng nhà. Cái lò này hát không được đâu, để em vô hát cho anh quay giùm em đi.
Gió mây đưa nhìn lên mái tóc thưa, cốc nâu khói bay sơ mang tay đây góc xưa. Anh đưa em về với kiểu cũ đã cổ điển, quen mắt không nhớ tên, không phải son không rõ biển, không Facebook hay bớt lớp nhà hàng để chơi skin, không iPhone em smell mà dùng ngàn hai nhắn tin đến hết pin. Người ta thích màu của Burberry, anh thích màu mực tím, thiếu nữ vương mùa hương mùa cách thời đại bây giờ là cực hiếm mà. Và nhớ ngày xưa không phải son là tóc hay là đủ màu nên lời yêu bên làng khói xì xa. Như đó mà có thương nhau thì thầm gửi qua tiếng guitar, không vật chất không trang sức, không phải áo kiểu tân thời, chỉ áo dài anh ngồi với em hai đứa nhìn về chân trời. Không có cãi vã và không cũng có đúng sai, em hỏi khi nào anh thôi yêu em, anh chỉ nhún vai, anh không trả lời.